Các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc cho biết họ đã phát hiện virus bệnh bại liệt trong một số mẫu nước ở dải Gaza. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo, bại liệt là căn bệnh nguy hiểm tấn công hệ thần kinh và dễ lây lan dù chưa phát hiện trường hợp mắc nào ở Gaza. Mạng lưới phòng thí nghiệm toàn cầu về bệnh bại liệt của WHO đã xác nhận virus bại liệt xuất hiện trong 6 mẫu nước thu thập ở khu vực Khan Yunis và Deir al-Bala của dải Gaza. WHO hiện đang phối hợp với cơ quan y tế địa phương và các đối tác như Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Cơ quan Cứu trợ Người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc để đánh giá nguy cơ và đưa ra các giải pháp phù hợp trong trường hợp bệnh lây lan. Cũng theo WHO, trước khi xung đột Hamas-Israel nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, tỷ lệ tiêm chủng bệnh bại liệt ở Gaza đạt 89% trong năm 2023 nhờ chương trình tiêm vaccine định kỳ. Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột đã khiến nhiều người chết và bị thương ở Gaza, những khu trại tị nạn thì đông đúc, chật hẹp, hệ thống y tế, nguồn cung nước sạch và xử lý nước thải sụp đổ. Tất cả những yếu tố này đều làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.